Rồi chào cả anh em nha. Hai em đi giao hai con nè. Đây là con 55C9 nha nè, để quay lại cho em xem nha. Này 55C9 nha nè, chim tơ. Con này chưa có, nói chung nó cũng chưa cự chim thả đất thì nó chơi ra nè. Em bỏ chỗ đỏ chưa xách về. Này khách quen chốt rồi xách về luôn nha nè. Xách về giao luôn. Về về nhà móc lên là chưa không móc anh để đất á. Ngay chim nhà là nó bụp lên nè. Con này nó máu thiệt chứ. Giống này nó cực kỳ đã luôn em. Con này con cuối cùng của giống này anh em. Con trống cuối cùng của giống này nha, C9. Còn một con C4 và C6 nữa. C2 đó em chừa lại anh em. Tại em hổng em muốn tính chừa, tính bán mà xui rủi xảy con chim mẹ mất anh em ơi. Giờ chừa lại một hai con đang gây lại anh em. Tại máy mẹ của nó em đổ cũng lâu lắm rồi. Em đổ lai tạo cũng chắc cũng hết ba vòng đời mới được máy mẹ của máy này nó ngon ghê nè. Mà vô tình xảy mất con chim máy mẹ này. Giờ em phải làm lại từ đầu nè. Rồi đây. Một con trống ha. Con máy đâu ta? Con máy này. Đây là con máy này là tặng nha anh em. Con máy là con máy em đang đổ luôn. Chứ không phải là con máy. Hôm nay em tính lên clip cho anh em mà thôi để em tặng luôn em, khách quen em tặng cho này về đổ chơi. Chim này chim giạc của em ra bỏ nha anh em, không phải là tại nó dở hay gì. Con bài này hơi bị đỉnh á, chim con chơi ngon lắm rồi mà cái cổ nó nhỏ quá, đầu nhỏ quá, em loại bỏ bớt nha anh em. Giờ thì bành bành không à. Dòng này ít, dòng này có vài con thôi, nó chơi cũng khá hiệu quả nè. Mà cái cổ này hay cái tướng nè, tướng nó không được mạnh mẽ anh em. Đổ chim con cái tướng cũng được đẹp lắm. Em bỏ nha, chứ mà này loại bỏ tặng khách chơi. Nói chung khách chim hôm nay tặng chim mái cũng nhiều anh em. Khách này nào giờ mua chim nào giờ nhiều anh em. Tặng cho con máy nọc luôn. Bữa tính tặng cho con 08 mà anh này cũng có giống 08 rồi. Nên tặng cho giống khác nè. Bữa em tặng con 08 nó cho anh ở Bình Dương rồi. Con này thì anh gần đây trung tỉnh nha. Đồng Hương anh em. Rồi. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Hết rồi anh em ơi. Giờ lòng anh nè. Tặng mấy con này mới tơ mới lên chưa cự không anh em. Sạch sẽ luôn rồi. Giờ chỉ còn đúng con hổ 84 thôi đó, còn nhiều hết. Mấy chim này hôm nay đăng con nào hết anh nói anh em. Này mới lên không nè. Nè, sạch luôn rồi, hết chim già nữa. Đợi ít hôm nữa có lên mạnh em quay cho anh em xem nha.